Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào các khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Một lần nữa thì các nghệ nhân chế tác tài ba của Omega lại khiến giới mộ điệu say đắm khi trình làng phiên bản Seamaster Aquaterra 150M Coaxial Master Chronometer GMT World Timer 43mm, một tuyệt tác thời gian được cấu thành từ những yếu tố vô tiền khoáng hậu. Nổi bật và khác biệt nhưng vẫn hiện hữu những đường nét thuộc bộ sưu tập Seamaster lừng danh. Tạo tác Seamaster Aquaterra 150M Coaxial Master Chronometer GMT World Timer 43mm gây chú ý vì sự hiện diện của một bản đồ thế giới thu nhỏ ngay trên mặt số được hoàn thiện bằng kỹ thuật điêu khắc laser. Các nghệ nhân đã tỉ mỉ tạo nên hình ảnh một đại dương xanh trong như pha lê để tôn vinh họa tiết những lục địa được thể hiện bằng tông màu đối lập. Nổi bật trên đó là các kim và cọc số phủ dạ quang. Đặc biệt là phần bản đồ này còn được bao quanh bởi đĩa mặt trời có chu kỳ qua 24 giờ, quét qua 24 múi giờ và trang bị cơ cấu chỉ báo ngày và đêm, cùng rìa mặt số là tên của 24 thành phố trên thế giới, đúng với tên gọi World Timer. Một yếu tố rất thú vị ở phiên bản đồng hồ này chính là việc Omega chọn BNE làm thành phố đại diện để bắt đầu cho múi giờ Trung Âu. Nếu là người đam mê và quan tâm đến quá trình phát triển của thương hiệu thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là quê hương của Omega HQ. Đồng thời, đây cũng là nơi mà đặt trụ sở chính của tập đoàn Swatch, công ty mẹ của thương hiệu danh giá này. Omega Seamaster Aquaterra 150M Coaxial Master Chronometer GMT World Timer 43mm hay còn biết đến với tên gọi là Seamaster Aquaterra World Timer là một biến thể vô cùng độc đáo và khác biệt rõ với tính thực tiễn và tinh thần thể thao hiện diện trên các thiết kế của Omega. Trên các phiên bản World Timer thì dường như Omega đang hướng tạo phẩm của mình đến với chuẩn mực cao nhất của sự sang trọng, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố tiện dụng, đồng thời thì duy trì tính ưu việt của các chức năng đặc trưng thông qua bộ máy Calibre 8938. Tương tự các bộ máy cơ tự động khác của Omega, Calibre 8938 có khả năng lưu trữ năng lượng lên đến 60 giờ và hoạt động mức dao động là 25.200 V/A, khác biệt đôi chút với nhịp độ phổ biến là 28.800 V/A hoặc 21.600 V/A. Trên tất cả thì Omega Seamaster Aquaterra 150M Coaxial Master Chronometer GMT World Timer 43mm được xem là tượng đài trong lĩnh vực chế tác khi được trang bị bộ máy cơ có khả năng kháng từ đột phá. Có thể khẳng định Omega đã có những phát kiến vĩ đại để tăng cường khả năng kháng từ lên đến 15.000 Gauss, đồng thời là mở ra một chương mới trong lịch sử chế tác đồng hồ. Như một truyền thống thì tất cả các phiên bản thuộc bộ sưu tập Seamaster Aquaterra 150M trước khi xuất xưởng đều phải trải qua một loạt bài kiểm tra khắt khe để được cấp chứng nhận của Viện Đo lường Liên bang Thụy Sĩ METAS cho mức độ chính xác, hiệu quả và khả năng kháng từ vượt trội. Bộ máy cơ hoàn hảo này được bao bọc trong bộ vỏ có đường kính là 43mm x 14,12mm cùng núm điều chỉnh ở vị trí 3 giờ. Người dùng có thể ngắm nhìn những chuyển động xoay tròn quyến rũ đến từ cơ cấu chuyển động này thông qua mặt lưng sapphire trong suốt. Omega Seamaster Aquaterra 150M Coaxial Master Chronometer GMT World Timer 43mm được giới thiệu với hai phiên bản độc lập. Trong đó thì mẫu cơ bản trình diễn vẻ đẹp đương đại bằng sự kết hợp giữa thép không gỉ và vàng Setna 18K. Riêng phiên bản giới hạn được hoàn thiện từ chất liệu bạch kim và chỉ ra mắt với 87 chiếc trên toàn thế giới. Không biết là bạn cảm thấy như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận ở phía bên dưới và đừng quên là like cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!